Ok, như vậy là các bạn có thể hoàn toàn các bạn chọn và hiển thị tất cả máy in và cái ô tô của các bạn, và các bạn muốn chọn máy in bất kỳ bạn in ra. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn xử lý mối máy in offline. Nghĩa là khi các bạn đã cài tất cả máy in rồi, và ví dụ mình in, bạn in bất kỳ, thì hiện tại khi mình ấn vào Ctrl P máy in thì không có hiển thị bất cứ một máy in nào cả. Nhưng ở trên máy tính của bạn, các bạn đang cài rất là nhiều máy in, ví dụ mình đang cài máy photocopy này, máy in màu này. Nhưng hiện tại mình khi mình chọn một cái trang in bất kỳ mình in ra thì lại không hiển thị máy in, và máy in của mình đang ở trạng thái offline. Thì các bạn hãy xử lý như sau. Các bạn hãy vào phần tìm kiếm, các bạn có thể tìm ra ngay từ service, hay các bạn đánh vào service, bạn ấn phím P ở trên bàn phím để chọn nhanh cái phần printer spooner. Các bạn kích đúp vào phần printer spooner các bạn đang thấy hiện tại đây, nhiệm vụ làm tắt đi thì các bạn chỉ chọn vào start, các bạn nhấn ok, các bạn tắt đi. Như vậy là xong. Ok, và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại. Mình mở lại trang lại càng mũi, bấm vào Ctrl P. Ok, như vậy là các bạn có thể hoàn toàn các bạn chọn đã hiển thị tất cả máy in và cái ô tô của các bạn muốn chọn máy in bất kỳ bạn in ra. Ok, như vậy là xong. Ở video hướng dẫn của mình hôm nay dừng đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bích thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.